Xin chào các em đến với kênh bé Úc Chibi. Ngày hôm nay chị xin được giới thiệu với các em về loạt búp bê tiên cá chị mới nhập về luôn. Đẹp ơi là đẹp, có lớn có nhỏ nha. Bây giờ chị sẽ mở ra búp bê tiên cá đầu tiên, rất là đẹp. Đây, thấy chưa, tóc màu vàng, cặp mắt nè. Đó, cái này là đồ là bằng nhựa luôn nha mấy em, dính vô trong người luôn. Có dây chuyền nè, đó, để chị tháo ra thử nha. Tháo không có được. Tháo được không ta? Đây, tháo được. Chị sẽ lấy ra cho mấy em xem thử. Búp bê này đẹp ơi là đẹp luôn. Là búp bê này là bao nhiêu tiền đây ta? Dính quá à. Sao dính dữ vậy? Dính quá mấy em ơi. Có cái đuôi nữa nè. Đó, nó dính quá à. Chị không mở được. Rồi có cái lược hình ngôi sao nữa nè mấy em. Có cái lược hình ngôi sao nè. 30.000 đồng ha. Nè. Đó. Nè cái đuôi nữa nè. Đẹp ơi là đẹp luôn. 30.000 đồng. Đẹp quá à. Cái đuôi màu xanh nữa. Rồi nó có như là hộp ngọc trai rồi vậy đó mấy em. Đó, thấy không? Đẹp ơi là đẹp luôn. Tiếp đến là bạn này chỉ có một con thôi nha. Rồi, tiếp đến là ba bạn búp bê tiên cá 17.000 kiểu mới ha. Đuôi cam thì hai bạn, đuôi hồng thì một bạn. Mấy em thích là đuôi cam hay là đuôi hồng? Trời ơi là đẹp luôn. Để chị mở ra cho các em xem nha. Wow. Nè, còn tóc xéo qua nữa nè, rất là sành điệu nha. Thắt bính bên đây qua nữa nè. Tóc màu tím và màu vàng. Cái váy nè, váy đẹp lắm á. Đó, mấy em thấy không? Đó, váy 2 tầng. Váy 2 tầng có cái ruy băng nè. Đó. Mình là tiên cá, đẹp quá. 17.000 đồng. Đây. Để mình mở ra cho các bạn xem cái bộ đồ này nha. Đây, cũng tóc màu tím và màu hồng. Và có một cái thắt cái tóc nè, thắt cái bính qua nè. Đẹp lắm á. Nè, màu hồng bạc. Cái váy này ha. Đó, cái váy này. Còn là một cái váy hồng. Búp bê đuôi cá cam, váy hồng nè. Đuôi cá cam nè, váy vàng. Còn bây giờ là đuôi cá cát hồng thì lại là váy màu vàng luôn. Wow, cái váy vàng này nè, đẹp chưa? Đó, tóc ngắn thôi ha, đẹp quá. Rồi, 17.000 đồng nha các em. Các em thấy các em biết búp bê tiên cá này có xinh không? Xin chào các bạn. Đẹp quá. Áo màu vàng cũng đẹp, áo màu cam cũng đẹp. Đố bạn, mấy bạn biết là chị sẽ thích áo màu nào nhất? Chị giải luôn, màu nào chị cũng thích á. Màu này cũng đẹp, màu này cũng đẹp. Nhưng mà búp bê này á thì cục cửa chỗ này được nha. Rồi, tiếp theo chị xin giới thiệu với các em một loạt búp bê tiên cá nhí. Có búp bê tiên cá nhí nữa. Đây, có bao nhiêu chị gom về hết luôn. Đây nè, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, 5 búp bê tiên cá nhí. Mỗi bạn là 10.000 đồng. Giống nhau, để chị khui một bạn nha. Để chị khui một bạn cho các em xem. Đó, cái vây này rất là mềm và dẻo ha. Đó. Và một bộ váy tím. Tóc. Xin chào, 10.000 đồng nha. Chỉ có 1 con, 2 con, 3 con, 4 con. 4 con, đẹp quá. Tiếp tục cũng là váy tím. Nhưng mà các em xem nè, tóc màu hồng nha, để chị mở ra cho xem. Búp bê nhỏ này là 10.000 đồng con hết. Búp bê tiên cá nhỏ này là đều 10.000 con hết. Cái áo nó bị sẹo qua một bên đó, để chị chỉnh nó lại. Nè, nó cũng tháo áo ra được nha mấy em. Đó, có băng keo nè. Đó, tóc màu hồng nha. Bộ đồ này thì trơn. Cũng tím nè, nhưng mà đây tóc hồng. Và đây là tóc xanh nha. Đó, tóc xanh á thì chị chỉ có 5 con thôi nha. Rồi, đây,
để chị để hàng mẫu ra cho mấy em xem. Đó, còn số lượng thì chị sẽ cầm tay các em sẽ thấy ha. Đó. Đây. Màu hồng và màu xanh. Đó, màu hồng này thì chỉ có 3 con nha mấy em. La 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 la, đẹp quá. Tiếp đến cũng là đuôi tím. Nhưng mà đuôi tím này á thì cái váy nó khác nha. Nè, đuôi tím tóc xanh. Này cũng đuôi tím tóc xanh nhưng váy này váy tím nè. Còn váy này là váy rời ha. Váy hai mảnh. Váy hai mảnh màu hồng, còn này là váy liền ha. Váy liền nhau. Đó, để chị mở thử một bạn nha. Đẹp quá. Đây, tóc xanh. Váy hồng, có cái nơ nữa nè. Có con bướm chứ, có con bướm vàng, con bướm đỏ ở trên đây. Đẹp quá. Đây nè, thấy chưa? Váy tím. Nha, con này còn 5 con. Con này thì chỉ còn 4 con, 10.000 đồng một con nha mấy em. Đó. Rồi. Nè, 1 2 3 4. Rồi. Tiếp đến là đuôi tím luôn. Búp bê đuôi tím. Nhưng mà cái váy nó khác ha. Đây, để chị mở ra cho các em xem. 10.000 đồng một bạn. Đó, tóc hồng. Đó. Nó cũng tóc hồng nhưng mà váy này nè, váy tím này, váy vàng với xanh. Đó. Nha. Nè, mình để về qua cho mấy bạn xem. Để mấy bạn dễ chọn màu ha, mấy em dễ chọn màu. Đó, đây luôn. Này thì mỗi bạn này là 2 con này nha. Thật ra chị dòm 2 cái xanh này giống nhau nhưng cái váy nó vẫn khác nhau, xem ra là coi như chỉ mỗi bạn có 1 con à. Đó. Tiếp đến là chị có được 3 bạn này. 3 bạn này thì một bạn tóc xanh, một bạn tóc xanh nè và một bạn tóc hồng. Hai bạn tóc hồng. Hai búp bê tiên cá tóc hồng. Đó. Đẹp chưa? Đó. Tóc màu hồng cột cao lên ha. Đó. Cái đuôi nè, cái đuôi rất là dẻo. Nè, cục cựa được, bơi nè, bơi. Nè, khi mà bơi là bơi nè. Bơi. Đó, dẻ mấy em. Quay cái đầu qua. Ha, thí dụ mình quay cái đầu qua. Đó, tiên cá bơi. Xin chào các em. Xin chào các em. Thích ơi là thích luôn ấy nha. Một bầy tiên cá này tha hồ bơi luôn. Rồi. Và đây là màu xanh. Cũng y như vậy nha. Hai bạn nữa. Tiếp đến là chị sẽ giới thiệu về đuôi màu vàng. Đó, đuôi màu vàng chỉ có 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7 ha. 6, 7 bạn đuôi vàng. Thì đây, đuôi vàng nè. Cũng váy y vậy nhưng cũng có tóc hồng và tóc xanh nha. Đó. Để cho mấy bạn coi cái đuôi màu vàng. Đó, mình kéo lên, che lại cho tiên cá coi. Xấu hổ quá, tiên cá ơi, xấu hổ quá. Xấu hổ quá đi. Đó, đây là tóc. Đó, mấy bạn xem tiên cá, đuôi vàng có đẹp không? Đó. Xin chào mọi người. Đây, cái đuôi của mình màu vàng. À, mình cũng có thể bơi. Đó. Đó. Bì bõm, bì bõm, bì bõm. Đẹp quá, đẹp quá. Đó, các bạn có thích mình hay không? 10.000 đồng thôi. Rồi. Tiếp đến. Đó, thì ha, màu đỏ nè. Còn đây là màu xanh, màu hồng. Cũng là màu vàng hết nha mấy em. Đó. Tên tên tên. Rồi. Cuối cùng là màu cam nha mấy em. Cuối cùng là đuôi màu cam. Đuôi màu cam chỉ còn có 3 cái thôi. 10.000 đồng đuôi màu cam ha. Có tóc xanh và tóc hồng. Đây, để chị mở thử ra nha. Mở thử ra đuôi màu cam xem như thế nào. 10.000 đồng một bạn à. Thích ghê luôn á. Đó. Xin chào các bạn. Mình là tiên cá xanh đuôi cam. Có cái con bướm màu xanh nữa nè. Mình bơi đây. Mình bơi đi chơi nha các bạn ơi. La 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 la. Mấy bạn thấy mình bơi có đẹp không?
Nếu như mấy bạn thấy mình bơi đẹp thì nhớ like, ủng hộ tinh thần cho Tiên Cá nha. Và nhớ bình luận, comment cũng như ủng hộ kênh. Kênh gì, kênh gì? Kênh gì? Kênh Bé Úc Chibi nha các bạn. Thôi mình bơi tiếp đây. Bum 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 bum. Có 3 con này thôi. Vậy là các bạn biết tổng cộng là chỉ có bao nhiêu nàng búp bê tiên cá không? Nhiều lắm á. 3 nè. Nhiều lắm. 30 con lận á. Rồi, chào tạm biệt các em nha. Các em nhớ like, ủng hộ chị nha. Và nhớ đăng ký thành viên trên kênh Bé Úc Chibi để là người đầu tiên xem những video mới nhất của chị nha. Chào tạm biệt các em. Hôm nay chị bận công chuyện rồi, cho nên là chắc là chị chưa trả lời bình luận các em được đâu. Phải chờ một bữa hai bữa nữa nha. Bye bye, bây giờ chị phải đi thăm bệnh nữa đó. Chúc các em vui nhé.